cuộc sống hiện tại dành sao hương vị tình thân như thế nào? Kẻ viên mãn, người lận đận tình duyên. Thu Quỳnh. Thu Quỳnh sinh năm 1988 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau 10 năm lăn lộn trong nghề, cô gặt hái được thành công và được chú ý với vai diễn Mì Sói trong Quỳnh Búp Bê. Nói về chuyện tình duyên của nữ diễn viên, sau khi chia tay với siêu mẫu Doãn Tuấn một thời gian, cô kết hôn với Chí Nhân. Rất nhanh sau đó, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng vô cùng kháo khỉnh. Để chăm sóc cho gia đình nên cô quyết định từ bỏ ánh hào quang một thời gian. Nhưng không ngờ sự hy sinh của cô đổi lại bằng scandal ngoại tình của Chí Nhân. Cuộc hôn nhân vội vã vỏn vẹn 2 năm của Thu Quỳnh khép lại trong sự ồn ào. Thậm chí đã ly hôn, nhưng cô vẫn không được tha và bị chồng cũ đăng đàn bóng gió. Nhưng thời điểm hiện tại, tên tuổi của Thu Quỳnh lên như diều gặp gió, còn Chí Nhân thì ngược lại. Hoàng Anh Vũ. Trước đây, khán giả biết đến Hoàng Anh Vũ lần đầu qua sitcom 5S Online. Mãi về sau này, nam diễn viên mới thực sự được khán giả chú ý với vai diễn bạn thân của Vũ trong Về Nhà Đi Con. Trong màn tái xuất showbiz với hương vị tình thân, Hoàng Anh Vũ đã có vai thứ 9 đắt giá, Huy, chàng trai đa tình, trung thủy với Thi. Lối diễn tự nhiên cùng hình tượng sói ca của nam diễn viên khiến khán giả vô cùng ấn tượng sau thành công của bộ phim này. Nhắc về chuyện tình cảm của Hoàng Anh Vũ, anh từng kết hôn năm 2014 và có một cậu con trai 3 tuổi. Nhưng khoảng năm 2016, anh và vợ cũ đã ly hôn. Hiện tại anh đã có bạn gái mới và cuộc sống cũng hạnh phúc, êm ấm hơn trước rất nhiều. Mạnh Trường. Mạnh Trường không chỉ là sói ca điển trai, mà còn là một diễn viên có thực lực ghi dấu với các bộ phim Tuổi Thanh Xuân, Chạy Trốn Thanh Xuân. Và đặc biệt nhất, anh đóng vai chính, Long trong Hương Vị Tình Thân. Vỏ ngoài bad boy nhưng bên trong là một good boy chính hiệu. Mạnh Trường đúng chuẩn chồng nhà người ta. Anh cũng là người duy nhất trong dàn diễn viên chính có cuộc hôn nhân viên mãn. Cuộc tình của anh và vợ cũng vô cùng lãng mạn. Được biết anh và vợ là bạn học từ thuở cấp 2, họ đã dành nhiều năm thanh xuân để trưởng thành cùng nhau và đến năm 23 tuổi, anh quyết được rước nàng về dinh. Sau hơn một thập kỷ, họ đã có hai nhóc tỷ phú cùng đáng yêu, cùng một căn hộ rộng 140m² giá 7 tỷ đồng. Phương Oanh. Phương Oanh là người duy nhất trong dàn diễn viên chính của Hương Vị Tình Thân chưa kết hôn. Dẫu vậy thì theo chia sẻ của nữ diễn viên trên một chương trình của VTV, cô là người khá lận đận trong chuyện tình cảm. Cứ mỗi lần đóng phim mới, cô lại gặp trục trặc với bạn trai. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ, tôi nghĩ là nói mỗi lần đóng phim là tôi lại lận đận trong chuyện tình cảm là đúng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì thường tôi đi làm phim là tôi tập trung quá vào vai diễn của mình mà quên đi cảm xúc ngoài đời của mình. Phương Oanh cũng chia sẻ, cô thường chủ động chia tay trước hoặc trong quá trình làm phim bởi biết sẽ có chuyện trục trặc. Tháng 9 năm 2020, nữ diễn viên cho biết cô đã chia tay bạn trai Doanh Nhân. Dù đã cố gắng phun vén nhưng vẫn có những vấn đề không phù hợp. Nhìn lại về đường tình duyên của dàn sao Hương Vị Tình Thân, tuy có điểm chung là lận đận trong tình trường, ngoại trừ Mạnh Trường, nhưng sau tất cả họ cũng đã tìm được tình yêu và sự bình yên trong cuộc sống của mình. Còn bạn có cảm nhận như thế nào? Để lại bình luận cho tụi mình biết nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.